Ở đây chắc mình sẽ chữa một số cái bài khó thôi, còn những cái bài còn lại anh em tự ý nhá. Xem nào. Cho trong này đi. Ở đây có bài 5 tìm số nguyên tố này. Ok nhá, đây mình sẽ có bài 5, bài 7 liên quan đến nhau này. Đấy không? Bài tìm số nguyên tố trong khoảng này 4 5 này đúng không? Bài 4 này sẽ bổ trợ cho bài 5 này. Đấy, và bài ở đây mình có bài 9 sẽ bổ trợ cho bài 10. Đấy. Bài 8 đúng không? Ok, mình sẽ bài 8. Bài 7 này cũng đơn giản, một con số bạn xem được đúng không? Rồi, thì sẽ như thế nào? Đầu tiên này, thì cái ý số nguyên tố đúng không? Thì mình sẽ làm ý số nguyên tố trước nhá, để tận dụng cái cốt bài số nguyên tố này làm cái bài ở dưới. Giờ anh em thường là bỏ qua bài 5 đúng không? Thế anh em thường là bỏ qua bài 5 này với cả cái bài 7 8. Không, đề bài này đúng không? Bài 4 này, xem bài 4 trước xong rồi bài 5. Đấy, kiểm tra một số phải số nguyên tố hay không đúng không? Cho quyết. Đấy, kiểm tra số nguyên tố đúng không? Thì đầu tiên mình sẽ lấy cái số này đúng không? Số nguyên tố này là số chia cho một và chính nó đúng không? Thì trong này nhá, thì mình sẽ xem qua cái bảng số nguyên tố này. Thì các số nguyên tố đúng không? Thì nó sẽ là bắt đầu từ 2 đúng không? Đấy, tại vì 2 chia cho 1 và 2 chia cho chính nó đúng không? Và còn số 1 thì chỉ chia cho 1 thôi đúng không? Thì nó không phải là số nguyên tố. Được chưa? Thì số nguyên tố là phải từ 2 trở lên đúng không? Đấy, thì đầu tiên mình sẽ xét số nguyên tố này với 2. Được chưa? Đấy, sau khi so sánh với 2 đúng không? Thì mình bắt đầu sẽ tính đến cái việc là đếm cái số mà nó chết. Tiên này. Ít đúng không? Number mà nhỏ hơn 2 đúng không? Thì đúng không? Return luôn, không phải số nguyên tố, return phone đúng không? Phone. Đúng không? Còn nếu không đấy, thì mình sẽ tiếp đúng không? Đấy, trường hợp của nó nhỏ hơn 2 thì không phải là nằm trong bảng này đúng không? Số nguyên tố là từ 2 trở lên. Đấy chưa? Đấy. Tiếp theo này. Thì số nguyên tố không chỉ chia cho một và chính nó. Tức là gì? Tức là mình sẽ lấy cái số number này đúng không? Đấy, mình chia lần lượt cho từng số đúng không, trong khoảng từ 2 đến chính nó trừ 1 đúng không? Đấy, thì nếu mà nó chia bất kỳ số nào trong khoảng từ 2 đến chính nó trừ 1 thì tức là nó sẽ chia cho từ 3 số trở lên đúng không, thì nó không còn là số nguyên tố nữa. Đấy chưa? Thì số nguyên tố là số đúng không, chỉ chia cho 2 số là 1 và chính nó. Đấy chưa? Thì nếu mà cái số nào nó chia cho số nào nằm trong khoảng từ 1 đến chính nó đúng không, tức là nằm từ 2 đến chính nó trừ 1, tức là không phải là nguyên tố. Được chưa? Không thì chạy for y bằng 2 đúng không? Đấy, y nhỏ hơn bằng number trừ 1 và nhỏ hơn number đúng không? Y không cộng. Đấy, nếu đúng không, số number này mà chia hết cho bất kỳ số nào trong khoảng này đúng không, thì nó không phải là số nguyên tố. If number chia cho bất kỳ số y nào trong khoảng này đúng không là dư không, thì tức là nó không phải là số nguyên tố đúng không, return false. Đấy, còn nếu như nó đi qua là cái đoạn này đúng không, không bị return false trong này, thì nó sẽ là số nguyên tố đúng không, return true. Đó, thì mình kiểm tra này.
đúng không? Kiểm tra số nguyên tố của 8 nhá. Giờ số 2 chẳng hạn đi. Đúng không? Số 2 là số nguyên tố đúng không? Đấy. Số 3 chẳng hạn. 3 cũng là nguyên tố đúng không? Vì nó chia cho 1 và chính nó. 4 chẳng hạn đúng không? Số full đúng không? Hay một số bất kỳ đi. Cho 21 chẳng hạn. Thằng này không phải số nguyên tố đúng không? Chắc chia cho một số nào đó. Đấy. Thì muốn biết nó chia cho số nào đúng không? Thì lốc y trong này. Này chia cho 11 à, đúng không? 11 nhân 11 đúng không? Ok. Được chưa? Thì đây cái việc mình kiểm tra số nguyên tố đúng không? Đấy, số nguyên tố này nhỏ nó phải lớn hai đúng không? Thì mình đã xét cả trường là mình cho số âm trong này đúng không? Sử cho âm trong này. Được chưa? Số âm đúng không? Thì nó chia cho 1 này, chính nó và trừ 1 đúng không? Thì nó chia cho 3 số thì không phải nguyên tố đúng không? Được chưa? Thì có mình thấy có một số bạn ấy vẫn để đúng không? Không xét trường này. À, thì nó vẫn có số âm mình cho vào bị chu nhá. Nhá, thì đây là cái function đúng không, để mình kiểm tra số nguyên tố. Nhá, số nguyên tố này phải từ 2 trở lên đúng không? Đấy, và nếu nó trên 2 thì mình xét lấy số này chia cho từng số không? Trong khoảng từ 2 đến chính nó trừ 1 đúng không? Đấy, chia cho bất kỳ số nào trong khoảng này thì không phải là nguyên tố. Được chưa? Đây là bài số 4 nhá đúng không? Thì bây giờ mình sẽ dùng dùng cái code của bài số này đúng không? Để bổ trợ cho bài số 5. Được chưa? Bài số 5 này. Họ cho mình một cái function đúng không? Họ cho mình một cái hai cái số đầu vào này. Function chứa hai số đầu vào đúng không? Đấy, và yêu cầu mình tìm cái số nguyên tố lớn nhất. Alo, chào bạn Thông. Bạn đang ở trên gì? Ok, điểm danh không thiếu. Đấy nhá, đúng không? Nó cho mình hai, nó sẽ cho mình hai số đầu vào đúng không? Và mình sẽ tìm cái số nguyên tố lớn nhất trong khoảng này. Được chưa? Thì đúng không? Mình sẽ chạy vòng for qua từng số trong khoảng từ 51 đến 52 đúng không? Đấy, và vứt từng số vào trong cái thằng kiểm tra số nguyên tố này, được chưa? Đấy, và thằng nào lớn nhất và nó trả bài true đúng không? Và lớn nhất thì lấy số đó để tương ra đúng không? Hoặc không có thì mình trả bài full. Đấy, không có đúng không? Đấy. Ok. Thì mình sẽ tạo ra một cái biến đồ ra đúng không? Kết quả chẳng hạn. Đúng không? Và mình sẽ chạy vòng for qua từng số đúng không? Từ 51 đến 52 y bằng 51 đúng không, y nhỏ hơn bằng 52 đúng không, chạy 52 là y cộng cộng. Trong quả trị này đúng không? Ok, cái thằng y cộng cộng y trừ này thì nó tùy thuộc vào thằng số này số nào lớn hơn đúng không? Đấy, thì mình kiểm tra nếu thằng nào lớn hơn đúng không? Rồi nhá. Thì tạm thời cứ giả sử nhá là 51 đến 52 nhá. Được chưa? Còn nếu mà kiểm tra đúng không, thì mình cho thêm cái if vào đúng không? Đấy. If 51 và 5 lớn 5 nhỏ 52 đúng không? Đấy, thì mình theo trường cộng cộng này đúng không? Đấy, còn nó như vậy đúng không? Đấy, còn nếu người ta điền số lớn trước số nhỏ sau không thì mình sẽ theo kiểu từ 52 đến 51 đúng không? Đấy, thì xét thêm được chưa? Thì tạm thời mình cứ xét một trường này trước nhá, đúng không? Rồi cái kia sau. Đấy, và bắt mình tìm cái số nguyên tố lớn nhất trong khoảng này đúng không? Thì mình sẽ lấy từng cái số trong này vứt vào trong cái thằng kiểm tra số nguyên tố đúng không? Đấy. If đúng không? Cái thằng kiểm tra số nguyên tố của cái số y đúng không? Nếu thằng này trả về true đúng không? Trả về true thì mình sẽ
lấy kết quả bằng số y này, đúng không? Thì nó trả về chu, đúng không? Tức là thằng phát sinh này nó trả về chu phôn, đúng không? Đấy, thì nó chu là phải đúng, đúng không? Đấy, nếu đúng thì ghép cái số nguyên tố y này, đúng không, vào trong thằng kết quả, đúng không? Đấy, và sau khi kết thúc for, đúng không, kết thúc for thì là kết quả nó chính là cái số y lớn nhất trong này, được chưa? Đấy, đúng không? Thì có thể mình cho ban đầu đi, đúng không, ban đầu nó không có chẳng hạn. Đấy, nếu có thì nhận giá trị là y, đúng không, không có thì chẳng phải không có, được chưa? Return kết quả này, đúng không? Đây là chiều số lớn, số nhỏ trước số lớn sau, đúng không? Đấy, còn chiều ngược lại, đấy, số lớn trước số nhỏ sau thì mình cũng copy này, đúng không, đảo lại number 2, number 1. Rồi, hoặc là đúng không, anh em chỉ việc đó, còn vấn đề dấu, đúng không? Ok, hai cái này đi đó, đúng không? Thì một cái if này anh em hình dung, đúng không, thì mình nhân đôi lên được chưa, thì đổi lại, đúng không, mình đã xét đây là trường hợp thứ nhất là trường hợp là số nhỏ trước số lớn sau, đúng không? Đấy, trường thứ hai là trường hợp số lớn trước số nhỏ sau, cho là mình không quy định, đúng không? Để cho này mình quên không quy định vào số lớn trước số nhỏ sau. Đúng, giả sử nhá, tìm trong khoảng từ 10, đúng không, đến 20 chẳng hạn. Đến dòng số 73, đúng không? Là có số 19 là số lớn nhất, đúng không? Đó là từ từ khoảng 10 đến 200 chẳng hạn. Thì số nguyên tố lớn nhất là số 199, đúng không? Đấy, còn nếu mình cho trong khoảng từ 10 đến 20 21 chẳng hạn, đúng không? 20 đến 21 đi. Chờ thì hai số này đều không phải nguyên tố, đúng không? Đấy, thì chẳng không có. Được chưa? Đấy, và mình có thể đảo ngược lại, đúng không? Trường hợp tìm trong khoảng từ 200 đến 50 chẳng hạn, đúng không? Thì nó cho mình cái số lớn trong khoảng này là 199, đúng không? Đấy, cho mình xét cả hai đầu, đúng không? Xét cả hai chiều, chiều tăng và chiều giảm. Được chưa? Đấy, đúng không? Thì cái bài tìm số nguyên tố này thì anh em áp dụng code của bài trên này xuống, đúng không? Đấy. Áp dụng luôn cái function này vào, được chưa? Kiểm tra luôn trong này. Đấy. Thì cái bài tìm số nguyên tố lớn nhất trong một khoảng đấy thì anh em có vấn đề gì không nhỉ? Mọi người mình lấy nhắc, đúng không, xét cái chiều tăng dần thôi, được chưa? Phần này bạn ý bạn ok, đúng bằng á? Đây, không cần anh, nó anh trả kẻ cho anh bằng nhá, thử nhá, đúng không, chạy 200 200 xem nào, không có đúng không, thử nhá, chạy từ 11 đến 11 này, 11 luôn, ok mà anh, vòng for mình nó xét đúng rồi mà. Đúng không? Tức là trong khoảng từ 11 đến 11 thì có chính cái số 11 đấy là số nguyên tố, đúng không? Alo. Đề bài anh em mình đấy là mắc mà. Đề số nhất mà. Đấy. Chưa. Thì đây nhá, là cái bài tìm số nguyên tố trong một khoảng này. Đấy, thì anh em có thể làm một khoảng tăng dần nhá. Thì đây mình làm cả hai chiều luôn.
xét trường hợp người ta nhập số lớn số nhỏ. Rồi nè, 76 bỏ qua đúng không? Còn cái bài sắp xếp tăng dần đúng không? Sắp xếp tăng dần này thì nó cho mình array đúng không, và xếp cái thẳng này theo chiều tăng dần đấy. Thì cái cách làm đúng không, mình sẽ vẽ cái ý tưởng ra chút cho anh em dùng đây nhá. Giả sử này mình sẽ có một cái array đi, một cái chuỗi bất kỳ đi. Được chưa? Muốn sắp xếp theo cái chiều tăng dần đúng không? Ok, thì mình sẽ làm như kiểu cái thằng so sánh trước nhá. Đấy, thì sử đúng không? Mình sẽ lấy hai cái phần tử cạnh nhau so sánh với nhau. Được chưa? Thì nếu đúng không? Đấy, nếu số sau mà lớn số trước thì mình giữ nguyên đúng không? 3 lớn 5 giữ nguyên này. 9 lớn 5 giữ nguyên đúng không? 8 7 lớn 9 giữ nguyên. 6 nhỏ hơn 8 7 đúng không? Thì mình sẽ đổi chỗ hai thằng này với nhau. Đấy chưa? Đổi chỗ hai này với nhau nhá. 6 trước 8 7 về sau này. Đúng không? Và mỗi khi mà có sự thay đổi vị trí đúng không, thì mình lại xét từ đầu luôn. Được chưa? Tức là mỗi khi mà có sự thay đổi vị trí của hai phần tử với nhau này đúng không, thì mình sẽ xét lại từ đầu đúng không, để đảm bảo rằng cái số của đổi vị trí đúng không thì nó vẫn đúng theo trình tự tăng dần đúng không. Đấy, xử nhau sau khi đổi chỗ đúng không, thì 3 5 ok này, 5 9 ok đúng không, 9 6 này không đúng đúng không, thì đảo lại 6 trước 9 sau. Sau khi đảo chỗ đúng không thì mình đã xét từ đầu 3 5 ok này, 5 6 ok này, 6 9 ok đúng không, 9 8 7 ok, 8 7 3 7 5 này thằng này đúng không, không được đúng không, đảo lên đổi chỗ cho nhau đúng không. Sau khi đổi chỗ thì mình lại xét từ đầu đúng không, mỗi khi có sự đổi chỗ thì xét từ đầu đúng này đúng không, đến này sai đúng không, thằng này sai thì xét lại 8 7 trước 8 7 sau đúng không, một cái trước. Ừ, cứ như vậy đúng không? Đúng này, đúng không? Đúng, đúng, đúng và đúng không? Hết, không đổi chỗ đúng không? Thì mình đi tuân ra, làm cái function đúng không? Đã được sắp xếp theo chiều tăng dần, được chưa? Thế mình sẽ xét đúng không? Chạy so sánh hai phần tử với nhau, hai thằng cạnh nhau đúng không? Đấy, bất kỳ chỗ nào mà có sai vị trí thì mình đảo đổi chỗ nhau, đúng không? Và bất kỳ khi nào có sự đổi chỗ thì mình sẽ xét lại cái đầu, đúng không? Nếu mà chạy từ đầu đến cuối mà không có sự xếp lại vị trí đúng không? Thì là kết thúc. Anh em hiểu ý tưởng mình làm không nhỉ? Cái này anh em làm là cũng có suy nghĩ qua rồi đúng không? À, bạn ý làm được ý này không nhỉ? Đấy, anh em nào mà chưa được ý này nhá, đấy, thì mình sẽ chữa được chưa? Đúng không? Đầu tiên đúng không? Đấy, trước khi mình so sánh thì mình phải cần việc đầu tiên cần làm đúng không? Là phải lấy được đúng hai số cạnh nhau đúng không, lấy được hai số cạnh nhau sử nhá, for đúng không, y bằng không, y nhỏ hơn array chấm len, y cộng cộng, thì mình muốn lấy hai số cạnh nhau đúng không, thì mình thử lốc chứ nhá, lốc ở array thứ y này là cái thằng array thứ y cộng một chẳng hạn. Nhá. Xếp tăng dần để mình cho tần số đi. Đây, thì nó lấy cho mình hai số cạnh nhau đúng không? 3 5 5 4 này. Vấn đề không? Thằng cuối này lại 8 undefined đúng không? Số 8 này và thằng sau không? Thằng sau không có thì bị thành undefined. Đấy, tức là sao? Thì mình đúng không? Sẽ bớt đi một cái đi đúng không? Thành trừ 1. Được chưa? Thì bây giờ đúng không? Cũng lại nhá. Mình đúng không? 3 5 này, 5 4 này, 4 9 8 đúng không? Đến cuối này là đến cái thằng 6 5 8 là kết thúc đúng không? Đúng cách mình cần rồi đúng không? Không bị thừa. Được chưa? Thì mình lấy được từng cặp số trong cái array này rồi đúng không? Sau khi lấy được từng cặp số này
thì mình sẽ bắt đầu so sánh và đổi chỗ nhá. Đấy chưa? Nếu đúng không? Đấy, mình đã xếp chiều tăng dần đúng không? Thì thằng nếu thằng sau này, nếu thằng trước một lớn thằng sau đúng không? Tăng dần đúng không? Nếu thằng trước mà lớn thằng sau. Đúng không? Thì mình sẽ thực hiện đổi chỗ. Đúng không? Đổi chỗ thì mình sẽ phải có một cái biến để lưu giá trị cũ mà đúng không? Giá trị cũ chẳng hạn. Tại vì đúng không, khi mình gán cái thằng ODTI này, không, khi mình gán ODTI mà bằng cái thằng ODI cộng 1 đúng không, thì ngay tức cái thằng ODI này mất ngay giá trị của nó đúng không. Đấy, thằng Y mày thằng này mất giá trị đúng không, thì thằng Y cộng 1 này không thể đổi chỗ cho nó đúng không, không thể đổi giá trị được. Đấy, thì mình sẽ cần lưu một cái thằng tạm thời đúng không, thì sau khi thằng Y cộng 1 Y này không? Mất giá trị của nó thì mình sẽ lấy đấy, đúng không, gán bằng giá trị cũ. Được chưa? Và sau khi có sự đổi chỗ này đúng không? Thì mình sẽ chạy lại bằng for từ đầu đúng không? Dạ vâng. Y bằng 0. Đúng không? Được chưa? Set y bằng 0 thì nó chạy từ đầu. Được chưa? Đó. Và sau khi xong thì mình return ra cái array đã được sắp xếp. Đúc nhá. Bỏ nó đi. Đó. Đó. Được chưa? Thì mỗi khi mình đổi chỗ hai phần tử với nhau đúng không? Thì ngay lập tức mình sẽ set lại phần tử, set lại vòng for từ đầu. Đấy. Đúng không? Nếu vòng for này không bị nó sẽ xong vòng for đúng không? Chạy xong vòng for tức nó sẽ là chạy từ đường cuối mà không bị đổi chỗ, đúng không? Nếu mà chạy từ đường cuối không đổi chỗ đúng không? Là thành công, phải chưa? Trả kết quả ra ngoài. Đấy, thì đây là cái phần sắp xếp ở đây theo chiều tăng dần đúng không? Đấy, thì mình sẽ lấy hai phần tử cạnh nhau so sánh. Được chưa? Nếu không đúng thứ tự thì đổi chỗ. Đúng không? Đấy, một còn muốn xếp theo chiều giảm dần đúng không? Thì anh em sẽ đổi số này được. Đấy. Đấy, nó giảm dần đúng không? Thì cái này chắc còn xem lại. Được chưa? Đấy, còn tăng dần đúng không? Thì mình làm cái này. Đó. Không, sau khi đổi chỗ thì mình sẽ set lại bằng for từ đầu đúng không, để nó hoán đổi vị trí cho nhau. Thì phần này anh em có ý kiến gì không nhỉ, cái bài sắp xếp theo chiều tăng dần đấy? Ok, sao cơ? Số đầu tiên đúng không? Như vậy thì nó sẽ bị gắn với số đầu tiên, hình dung không? Giả sử nhá, cái thằng số đầu tiên nó là một cái số lớn chẳng hạn đúng không? Thì nó bị gắn ở đấy. Đúng không? Thì mình đã cần là xếp theo cái chiều tăng dần cơ mà đúng không? Thì mình cần phải so sánh của tất cả các phân tử với nhau. Chứ không, mình không phải lấy một cái số và so với từng số. Hay em là hỏi là hai vòng for với nhau đúng không? Hay là em là hai vòng for với nhau? À rồi, tức là em sẽ là lấy thằng for nhất để đây đúng không? Vòng for thứ hai là chạy phần còn lại cái gì? Sau này phần còn lại đúng không? Ok, thế cũng được. Đúng không? Làm cái đấy cái gì? Rồi nhá, thì mình sẽ có lại cái lúc lại cái logic để anh em hình dung. Giả sử nhá. Chỗ này. Rồi. For đúng không? Giả sử nhá, mình sẽ nếu cái này mình sẽ phải set nhiều vòng for, được chưa? Đấy, for nhất nhá, chạy từ cuối này. For thứ hai chạy từ 6 đến cuối này. Được chưa? Thì lấy số 3 đúng không? So sánh với các số trong này. Đấy. Chưa? Nếu thằng nào mà nó nhỏ hơn thằng này đúng không? Thằng này nhỏ hơn thằng này thì đổi chỗ thằng ba thằng đấy. Đúng không? Rồi lại
thứ ba nhỏ nhất đúng không, không đổi chỗ này, xong không, thì xét vòng for tiếp theo, thằng for này sẽ chạy từ 6 đến cuối đúng không? Và thằng sẽ xét 6 cho 6 này với vòng for chạy từ 8 đến cuối này đúng không, nếu tìm được số nào nhỏ hơn thằng này đúng không, đổi chỗ cho nhau 6 đây 4 đây được chưa. Đấy, tiếp tục nhá đúng không, bây giờ mình sẽ so sánh số 8 này với các phần còn lại đúng không, từ 7 9 đến cuối thì tìm được số nào nhỏ thằng này đúng không thì đổi chỗ, thì sẽ tìm số 6 đúng không, thì đổi chỗ 6 với 8 ở đây đúng không, tiếp theo là 6 7 9 đúng không, 6 7 9 với phần còn lại đúng không, thì 7 9 này tìm số 53 nhỏ hơn đúng không thì đổi chỗ 7 9 53 đúng không, 53 lại so sánh đúng không, chỉ có tìm số 8 nhỏ hơn đúng không thì lại 8 ở đây 53 số cuối đúng không, xếp xong đúng không thì lại so sánh 7 9 với phần còn lại đúng không, 79 là tìm đến 53 đúng không? Thì để đổi chỗ 79 cuối 53 đây. Đúng không? Tiếp theo là 24 đúng không? So phần còn lại. Được chưa? Thì nó sẽ đổi chỗ 24 với 98 đúng không? Đấy, 98 so thằng này. Thằng nhỏ đúng không? Thì lại đổi chỗ thằng này với nhau. Đúng không? 79 đến đây. 98 số cuối. Được chưa? Sai thằng này đúng không? Để chỗ. Đúng không? Cách này thì nó sẽ dùng hai vòng for đồng với nhau đúng không? Tức là mình sẽ lấy từng phần tử trong vòng vòng for to để so sánh tất cả phần tử trong một phân nhỏ. Để cái cách làm của này ba anh em có hình dung được không nhỉ? Cái hướng nào của nó ấy, mọi người. Đúng không? Cách làm của bạn vừa rồi ấy, là bạn ấy sẽ là lấy từng phần tử trong cái array to này đúng không? Và so sánh những phần còn lại. Chưa đến số 3 so phần còn lại đúng không? Lấy 4 so phần còn lại này. Lấy 6 so phần còn lại này. Hình dung nhỉ? Thì đây. Đó, thì mình so sánh đúng không? So sánh những phần tử trong thằng for to với tất cả phần tử trong thằng for nhỏ. Đó. Nếu thằng array to i đấy, thằng này đúng không? Mà lớn hơn bất kỳ thằng nào trong thằng từ j thì đổi chỗ cho nhau. Chưa đổi chỗ xong không, thì đơn ở đây nó thì nó cũng như vậy thôi đúng không? Được chưa, có hai cách, một cái này nó sẽ lồng nhiều pho với nhau. Ok, phần này em ý kiến gì không nhỉ? Tức là mình sẽ lấy từng phần tử của vòng to đúng không? Để so sánh tất cả ở trong thằng for nhỏ. Đấy. Rồi. Ok. Anh em làm cái nào cũng được đúng không? Miễn là mình có cái hướng làm, được chưa? Sắp xếp đúng không?
Đây là bài 8. Bài 8 là chữ gì? Bài 8 là 9 đúng không? Bài 8 nhá. Bài 8 này thì họ cho mình một cái string bất kỳ đúng không? Cái string. Đấy, và hai tham số này, tham số A và tham số B đúng không? Hai ký tự A và ký tự B. Đấy. Được chưa? Thì họ bắt mình đúng không? Bắt mình là tìm cái thằng ký tự A trong string này. Đúng không? Và thay thế ký tự A đấy bằng ký tự B. Và trả ra cái string đúng không? Đã thay thế. Được chưa? Tức mình sẽ tìm thằng A này trong trong string đúng không? Và thay thằng A đấy bằng thằng B. Được chưa? Đó thì để set cái string này không thì mình sẽ chạy vòng for qua từng cái ký tự bên trong cái string đúng không? Ký tự nào mà có bằng cái thằng A đấy, thì mình sẽ thay thế bằng thằng B. Được chưa? For đúng không? Cộng đúng không? Đấy, nếu như mình tìm được cái phần tử A bên trong thằng string đúng không? Thì mình thay thế phần tử A đấy vào thằng B. Đúng không? Thì thay thế trong string không thay thế được đúng không? Nó chỉ có thể thay thế được ở trong array. Được chưa? Thì với string đúng không? Thì nó không thay thế được bằng cái cú pháp như bên trên này. Thì mình sẽ tạo ra một cái string mới đúng không? Để nó ghép lại. Được. Và đúng không? Kết quả trở lại. Và một cái string rỗng. Đúng không? Đấy, và mỗi khi mình tìm được một phần tử bất kỳ đúng không? Đấy, ít cái phần tử thứ y trong string này. Đúng không? Phần tử y này bằng ký tự A đúng không? Đấy, nếu bằng A thì mình sẽ thay thế nó bằng thằng B đúng không? Tại vì để yêu cầu đúng không? Thay thế tất cả các ký tự A bên trong string này bằng thằng B. Đấy, được. Nếu nó A đúng không? Thì mình sẽ ghép cho B ở trong này. Kết quả đúng không? Cộng bằng B. Còn nếu không bằng nhau đúng không? Đấy thì mình cộng cái thằng suy nghĩ này vào. Sau khi lắp ghép xong đúng không? Thì mình sẽ có cái thằng kết quả cái thằng string sau khi được thay đổi cái ký tự. Được. Return đúng không? Đấy vì thấy có nhiều bạn quên return. Thay thế đúng không? Đấy, giả sử mình thay thế cái thằng string đúng không? Date. Đấy, thay thế cái dấu chia đúng không? Bằng dấu trừ chẳng hạn. Đấy. Gì đây? Data nào đây? 132. À, date đúng không? Đây. Được chưa? Mình thay dấu chia bằng dấu trừ đúng không? Mà chỗ này mình không muốn thay như vậy, mình muốn là thay bằng dấu cộng chẳng hạn đúng không? Thì thay vào đây. Thay dấu chia bằng dấu cộng. Đúng không? Hay là mình muốn là thay cái số 2 đúng không? Thay số 2 trong cái string này bằng số 3 chẳng hạn. Đúng không? Thay số 2 bằng số 3. Đúng không? Thì thành là 3031 đúng không? Đấy. Hoặc là mình muốn thay cái thằng số 5 đúng không? Bằng số 9 chẳng hạn. Nó thì thành ngày 15 thành ngày ngày 19 đúng không? Được chưa? Nó thì cái này đúng không? Là một cái function đúng không? Anh em dùng cái nào tùy anh em, được chưa? Để tìm ký tự và thay thế bằng ký tự khác trong này. Đấy, thì là cái đề bài đúng không? Có đề trường hợp cụ thể mà anh em mình muốn anh em dùng để test cái đề bài này. Rồi, cái phần này bạn ý mà bạn bạn muốn ai hỏi nhỉ? Bạn Cảnh Đức đúng không? Ok đúng không? Có bị khó hiểu phần này không nhỉ? Bạn Đức. Không ạ. Rồi đúng không? Cái phần này chỉ là mình đi qua từng phần tử trong cái string đúng không? Để tìm cái thằng ký tự A, để tìm được cái thay thằng B đúng không? Không phải thằng A thì là giữ nguyên.
Được chưa? Và cái này đúng không? Kiểm tra xem cái thằng video này có trong bên trong array không không? Thì bài này đơn giản đúng không? Bài này chắc không chữa gì. Một bài này ghi ở trên đúng không? Đấy, chạy for qua array đúng không? Phần tử nào bằng value thì mình trả với true đúng không? Không có thì mình trả với false. Còn bài đọc chung không? Đọc chung anh em là hết được, làm được hết đúng không nhỉ? Có ai không làm được bài đọc chung không? Bài 8. Đây, anh em nào chưa được bài 8 thì chữa vào nhá. An toàn nhá. Bài an toàn đúng không? Ok, kiểm tra này. Bài anh toàn là sẽ sai cái ý bài 1, bài 3. Đâu? Đang được chưa? Quên, chưa để xong này. Một chút. Toàn đúng không? Một chút. Bài anh toàn. Kiểm tra điện toàn. Sai ý 3, ý 4. Đâu, 3, 4. Là bài 3, bài 4 đúng không? Bài 3, bài 4. Bài 3 này. Của anh Toàn là chưa xét cái trường hợp là chữ. Được chưa? Đây nhá. Nếu này, em tính tổng đúng không? Số 1 và cái string 1 này thì quay nâng ghép lại thành 11 nhá. Đây này. Đúng không? Nếu tính tổng này thì nó ghép thành 11 này. Được chưa? Của anh là mới xét là loại bỏ những cái thằng chữ này thôi đúng không? Còn nếu em cho cái số string kiểu số ấy thì nó sẽ thành ghép chuỗi. Được chưa? Tức là mình đang vẫn bị xét thiếu trường hợp đúng không? Thì chỗ này anh chỉ cần là cho là nếu cái type của nó bằng number thôi được đúng không? Còn này nó vẫn chưa đủ đúng không, nó chỉ loại bỏ những trường hợp này thôi, còn trường hợp là string là số ấy đúng không thì nó vẫn chưa giải quyết được đúng không? Thì bài này em cho click thêm 0,5 điểm đúng không? Điểm anh toàn là cho anh xem điểm nhá, của anh toàn là rồi. Toàn là 9 điểm đúng không? Đấy thì sai hai ý đấy, thì mỗi ý là có cũng là có ý đúng mà em cho mỗi ý khuyến khích 0,5 điểm thì là mất 1 điểm. Đúng không? Còn cái bài này là bài số 4 đúng không? Bài 4 là sai cái gì? Số nguyên tố. Đây, bài số nguyên tố là anh đang bị dính số âm này. Đúng không? Số 10 nhá, vẫn là true này. Được chưa? Trừ 10 vẫn là true đúng không? Đấy, anh chưa xét trừ số âm. Đúng không? Trừ 10. Hay là số 2 đúng không? Số 2 được không nhỉ? Ok đúng không? Thử số 1 nhá. Số 1 không phải nguyên tố đúng không? Đấy, số 1 thì vẫn cho là nguyên tố này. Được chưa? Anh đã thiếu trường đúng không? Thiếu trường số âm và cái số 1. Đấy. Thì cho bài 4, bài 3, 3, 4 thì mỗi bài cho anh cứ viết là 0,5 điểm. Thì do sẽ thiếu trường hợp. Thì tổng là 9 điểm. Anh Toàn ok phần này chưa nhỉ? Rồi. Cảnh Đức. Cảnh Đức mày sai đúng không? Ok, chưa. Cảnh Đức, Cảnh Đức, Cảnh Đức là phải nào? Cảnh Đức. Cảnh Đức là bài 3. Vâng anh. Vâng. Đúng rồi, xét cả điều kiện n nữa anh. Đấy, xét cả trường hợp is n nữa. Được chưa? Của anh thì anh đã xét kiểu trường hợp là string là số.
Đấy. Vậy thôi. Bạn Cảnh Đức đúng không? Cảnh Đức thì đang sai ý 4. Đức rồi nhỉ? Đúng không? Cảnh Đức. Bài 4. Đây đúng không? Bài 4 là bạn là cũng đang nguyên tố đang bị không không đúng này. Đúng không? Cuốn xét số âm các thứ này vẫn chưa được này. Note. Đúng không? Mình cho số 2 này. Cho số 2 nhá thì vẫn ra là không phải nguyên tố này. Đấy, được chưa? Do bạn xét cái vòng for này nó bị không đúng. Cái thằng number nhân 1,2 là căn bậc 2 đi nhá. Chưa? Căn bậc 2 thì nó chỉ là 1 phẩy mấy thôi. Đúng không? Thì bạn mới chết là trường chia cho 1 thôi. Đấy, thì bạn đang vướng cái bài nguyên tố này thì mình cho bạn 0,5 điểm cái này. Đúng không? Còn những bài còn lại là đấy đúng không? Sau này một số bài mình chưa kịp viết cái check nhanh cho nó. 1, 2, 3, ok đúng không? Thiếu bài 5, 8, 9. 5, 8, 9 chưa check. Bài 5 này. Bài 5 này đúng không? Đấy, bài 5 nhá. Mình đang cho này. Tìm kiếm số nguyên tố trong khoảng từ 10 đến 100 này. Thì bạn ra là không có này. Được chưa? Thế bài 5 này lại bị biết sai đúng không? Đấy, do trên này bạn check sai nên dưới này cũng là bị sai này. Được chưa? Vào đây nhá. Cái thằng này. Thằng mắc này. Đấy, tóm lại do thằng bên trên đang check sai thì dưới đang cũng bị sai theo. Được chưa? Bài này không được nhá. Đúng không? Bài 8, bài 9 này. 8 đúng không? Và bài 9. Bài 9 các bạn thì vẫn chưa được nhá. Bài 8 đúng không? 8 này. Đây là dòng số 1, 9 này. Đấy, thằng phát bạn không trả ra cái gì cả đấy chưa? Nó không chạy không đúng. Đấy. Chỗ này bạn đang sửa là sửa cái thằng another string đúng không? Another string này. Dưới này lại đang sửa với thằng string z này. Cái gì? Nó đang bị loạn code ấy, đúng không? Bạn đang bị kiểu bị loạn trong này. Được chưa? Thì phần này là không được nhá. Đúng không? Và thứ nữa này. Cái thằng string đúng không? Thằng string này. Đấy. Thì ở đây không được sửa cái này nhá, đúng không? Trong string thì mình không không thể sửa được từng phân tử từng ký tự trong string đâu. Đúng không? Mình sửa từng cái phân tử này chỉ là áp dụng cho array thôi. String thì bạn chỉ có là ghép string thôi nhá. Được chưa? Cái cú pháp này nó chỉ dùng để xem phân tử trong string thôi, được chưa? Đấy là phần này bạn làm vẫn chưa được. Đấy đi ok không? Được chưa? Phần này đã xem lại nhá. Đấy, còn bài kiểm tra số đúng không? Kiểm tra phần tử trong array. Sorry. Kiểm tra. Đúng không? Bạn đang bị sai này. Được chưa? Nguyên nhân đúng không? Nguyên nhân nhá là do bạn đang chạy ông for trong này. Đúng không? Bạn đang chạy hết ông for này. Được chưa? Thì nó chỉ trả lời đúng khi mình xét thằng cuối. Đúng không? Thằng cuối là true nhá đúng không? Còn nếu mình xét thằng đầu này hay thằng giữa này thì đều là false hết. Được chưa? Do bạn đang để vòng for chạy hết, bạn chưa break nó. Đúng không? Đấy, trường hợp 1 nha, trường hợp 2 đúng không? 2 nó trả cái phone này. Được chưa? Thì một khi bạn có cái quả là true đúng không? Là true này. Thì mình sẽ break luôn đúng không? Và return. Thì đúng không? Mấy bạn thì đang để cho for này chạy hết. Chạy hết. Được chưa? Nên là nó sẽ xét được đúng ở thằng cuối thôi.
Hình dung không? Bạn Đức. Đấy nhá, nếu đúng này thì mình làm như sau. Để xong này. Một phẩy hai kiểm tra x array bình tương chu. Vâng, kết thúc for này với điện tử. Được chưa? Đấy, nếu mà for này mà không bị dừng lại thì mình mới là trả lời phone. Đúng không? Còn không cứ chạy thôi. Đấy, bạn đã sai về logic đúng không? Bạn đã cho trả về phone ở trong này. Đấy, chạy for nhá, không? Chạy for mà không gặp thằng nào chu ấy thì mới trả phone đúng không? Còn nếu gặp chu rồi thì dừng luôn. Được chưa? Bạn cái được hình dung cái cách làm không nhỉ? Ok, cái test case này thì mình dùng cái mô cha trai thì anh em có thể nghiên cứu thêm nhé. Được rồi. Trai này, trai GS này. Nếu bạn nào có hứng thú viết test case thì có thể kiểm xem mấy cái gói này, mô cha này. Chưa? Cái test case á, test case thì nó đơn giản, nó chỉ là mình xét các trường hợp thôi. Mình cho các trường hợp mình xét vào đúng không? Kiểu nó là kiểu xét trường hợp cứng thôi, không gì đặc biệt cả. Rồi nhá, đây là cái nội dung bài kiểm tra, được chưa? Thì điểm đây đúng không? Đấy, thì trong này mình sẽ có một số bạn đang bị khá là thấp như bạn Ý này, Quyết này, đấy là Cảnh Đức. Thì anh em xem xét lại nhá, đúng không? Để tập thêm cho cứng tay vào đúng không? Đấy, đang khá là đuối trong lớp. Các bạn còn lại đều điểm từ 7 trở lên, khá là ổn. Rồi, thì đây nhá là cái nội dung bài kiểm tra. Đấy, thì sẽ còn lại nội dung bài học nhá. Rồi, thì buổi trước là mình đã cùng nhau đi qua về cái phần các cái method dùng trong array đúng không? Thì hôm nay mình sẽ đi sang cái phần khác nhá, là các cái method anh em sẽ dùng trong string. Đúng không? Thì string method thì em đã biết một số cái đúng không? Như cái thằng len đúng không? Thằng chấm len dùng cho cả string cả array đúng không? Đấy, hay là cái thằng to string đúng không? Để ép kiểu về string. Hay là một số cái thằng. Thì trước tiên mình sẽ đi kê một số cái thằng dùng thông dụng đúng không? Dùng chung giữa cái thằng array và string mà anh em đã biết. Cái thằng string method đây này, cái này là string method đúng không? Nhá, thì trong string này đúng không, thì nó sẽ có cái hàm cái thằng len đúng không? Đấy, thằng len array chấm len là trả về độ dài array đúng không? Thì thằng string thì string chấm len cũng trả về độ dài của string đúng không? Thì cái này em biết rồi thì mình không ấy nữa đúng không? Len này đấy, độ dài đúng không? Tiếp theo đúng không? Thì cái cú pháp đúng không? Thông thường là em muốn lấy một phần tử trong một cái ký tự trong bên trong string đúng không? Vậy thì anh em sẽ thường là tên string đúng không? Và cái số thứ tự mà anh muốn lấy ra. Giả sử anh em muốn xem cái ký tự đầu tiên trong string đúng không? Thì là string thứ không. Còn là chữ h đúng không? Đấy, thì trong cái thằng string method thì nó có một cái tương tự như vậy đúng không? Là cái thằng
trà ớt cũng cho cái vị trí trong này đúng không? Không thì là chữ H đúng không? Đấy thì cái này nó cũ cũ rồi đúng không? Thì anh em dùng thay thế nhá bằng cái thằng ở đây cho nó nhanh. Thì giới thiệu qua để anh em biết đúng không? Sau đó đọc code của cái dự án cũ mà gặp cái thằng chết này thì không bị bỡ ngỡ đúng không? Thì thằng chết nhá và cái thằng này là một nhá đúng không? Chết ớt sẽ là số thứ tự đúng không? Nó sẽ bằng với cái thằng string đúng không? Đấy, ở vị trí trong này vị trí x đúng không? Hai là như nhau. Đây là lấy ký tự ở vị trí x đúng không? Lấy ký tự ở vị trí x. Gọi là xem ký tự đi, xem ký tự ở vị trí x. Đấy. Tiếp theo này. Thì cái thằng tu string không nói đúng không? Đấy là buổi trước mình đã học về cái thằng index of đúng không? Index of để mình lấy vị trí của một cái phân tử trong lấy vị trí của phân tử trong array đúng không? Thì tương tự trong string thì nó cũng lấy vị trí của cái ký tự trong trong string. Giả sử đúng không? Mình muốn tìm ra cái vị trí của chữ A trong này chẳng hạn đúng không? Chữ Anh chẳng hạn. String.index of chữ Anh. Nó trả cho mình là chữ Anh này nằm ở chữ 6 đúng không? Không này. Không đúng không? 1 0 1 2 3 4 5 đúng không? 6. Được chưa? Đấy, thì thằng index đúng không? Thì nó trả về vị trí của cái phần tử đầu tiên đúng không? Của cái ký tự đầu tiên trong cái string mà anh em muốn tìm. Được chưa? Trong cái ký tự mà anh em muốn tìm đúng không? Đấy, index. Giống ở đây đúng không? Là lấy vị trí đúng không? Của ký tự bên trong string. Đấy, còn nếu anh em mà tìm thêm cả một cái từ đúng không? Thì nó trả về cái vị trí của ký tự đầu tiên trong từ đấy. Đấy chưa? Chữ Anh đúng không? Thì nó trả về vị trí của chữ A. Đấy. Chưa? Thì tương tự đúng không? Có index thì nó cũng sẽ có cái thằng last index đúng không? Giả sử chỗ này. Hello mọi người chẳng hạn đúng không? Đấy, giả sử mình muốn tìm vị trí của chữ hello đúng không? Thì cái thằng index nó sẽ trả về vị trí của cái thằng hello tiên đúng không? Đấy, như trong array. Thì trong array đúng không? Index sẽ trả về vị trí của cái phần tử đầu tiên tìm được đúng không? Đấy, có cái thằng last index thì nó trả về cái vị trí của cái thằng cuối cùng tìm được đúng không? 14 là vị trí của chữ H này, đúng không? 0 này. 1 đúng không? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 đúng không? Chưa? Last sẽ đi đúng không? Thì giống như ở đây là thằng cuối cùng. Của cái tự đầu tiên đúng không? Tiên tìm được. À, cuối cùng đúng không? Đấy. B và ngoài ra có thằng include đúng không? Include nữa. Đấy, trong ở đây có include thì trong string có include. Include. Đúng không? Include đó chính là cái thằng chính là cái thằng kiểm tra đúng không? Đấy. Kiểm tra xem là trong cái string này trong array này nó có chứa cái phần tử này hay không. Đúng không? Cái thằng chính là thằng include này. Được chưa? Đấy, cái bài số 9 trong bài kiểm tra chính là cái thằng include đấy. Đấy, thì đúng không? Giả sử mình muốn kiểm tra xem là trong cái string này có cái chữ hello hay không đúng không? Thì là include hello. Đúng không? Nếu trả về true đúng không? Là có. Còn trả về false là không có đúng không? True đúng không? Còn đây chẳng hạn. Đúng không? False là không có. Được chưa? Include đúng không? Là trả về true false. Đấy. Nó sẽ là cho biết đúng không?
có nằm trong chuyên hay không. Đấy, thì nó trả về true false. Đấy, đúng không? Cái thằng index và index đúng không? Nếu mình tìm không có thì vẫn như thằng ở đây nhá, trả về trừ một đúng không? Đấy, cái thằng HE không không L đúng không? Đấy, nó không có trong cái string này. Thì tìm không thấy nó sẽ trả về là trừ một đúng chưa? Còn tìm thấy đúng không? Thì nó sẽ trả vị trí trong khoảng từ 0 đến hết. Đấy, thì đây là những cái mà dùng chung giữa array và string. Đấy, thì nhắc lại cho anh em. Đúng không? Và ngoài ra có một thằng là cái thằng hàm slice đúng không? Cắt string, là cắt array đúng không? À, buổi trước mình có dùng cái thằng là hàm slice đúng không? Đấy, mình muốn cắt cái array này đúng không? Thì là array đúng không? Chấm slide đúng không? Đấy, điểm đó bắt đầu để kết thúc đúng không? Muốn cắt từ đầu đến cái thằng số 3 chẳng hạn. 357 đúng không? Từ 0 đến 3. Thì nó trả cho mình là 3 từ đầu đúng không? Đấy, tương tự với string này, mình muốn cắt ra ba cái ký tự đầu đúng không? Cũng là string đúng không? Cắt từ 0 đến 3. Được chưa? Là ra chữ 3 chữ đầu này đúng không? Đấy. Thì cái hàm slide đúng không? Cái hàm cắt cắt string này là cắt array đúng không? Thì nó sẽ dùng dùng chung cho cả cái thằng array và thằng string nhá. Được chưa? Đấy, thì anh em có thể nhớ thằng slide đúng không? Để dùng tiện giữa hai cái. Và ngoài ra đúng không? Trong string thì nó cũng sẽ có những hàm cắt string riêng của nó. Đúng không? Trong string nhá thì nó sẽ có hai cái hàm nữa này. Là cái hàm sắc string. Đúng không? Chứ nào y hệt như thằng slide. Đúng không? Sắc string này thì mình cắt từ đúng không? Cắt từ 0 đến thằng thứ ba đúng không? Thì nó cũng trả ba cái đầu. Đấy, sắc string đúng không? Thì sắc string này là cái thằng sắc string này cũng đều được. Được chưa? Thì trong string đúng không? Thì nó sẽ có nhiều cái hàm để anh em cắt chuỗi. Thì trong này sẽ có cái thằng slide đúng không? Hàm slide dùng chung giữa array và object, ở đây và string đúng không? Đấy, thì mình sẽ nhớ cho mình cái hàm slide nhá. Đấy, để dùng cho tiện. Được chưa? Đúng không? Có thằng slide này. Slide đúng không? Đấy, thì là cắt nó sẽ bằng cái thằng substring này. Tương đương với thằng sub str. Đúng không? Đều là cắt chuỗi. Đúng không? Đều là cắt chuỗi. Chỉ khác đúng không? Khác là cái thằng slide sẽ dùng được với cả array và cả string đúng không? Còn thằng này chưa? Nó chỉ làm việc với string đúng không? Không làm việc ở đây. Đấy. Nhá. Đúng không? Hoặc là sub str đúng không? Đấy, thằng sub str thì nó cũng chỉ làm việc với string thôi đúng không? Riêng thằng slide thì làm với cả array cả string. Đấy, thì mình cứ nhớ cho mình cái thằng slide nhá. Để dùng tiện giữa hai cái kiểu dữ liệu luôn. Được. Rồi, và mình cũng giới thiệu thêm để sau đó anh em đọc code dự án cũ mà thấy những cái này thì cũng không bị lạ. Ok, thì những cái hàm này là đã được dùng ở bên Array đúng không? Thì anh em có chỗ nào bị khó hiểu không nhỉ? Có câu hỏi gì không? Phần này. Ok đúng không? Rồi. Rồi nhá, thì mình sẽ sang một số cái hàm mà dùng riêng cho string này. Ok, này nhắc lại cho nhau đúng không? Đấy, biết là những cái nào dùng chung giữa hai thằng, hai kiểu dữ liệu. Đấy, thì trong cái thằng string nhá, thì nó sẽ có cái như sau. Là cái thằng start with và cái thằng end with. Đúng không? Để kiểm tra một cái string có chứa những cái ký tự này đầu hay cuối hay không. Đúng không? Tức là nhá, mình muốn kiểm tra đúng không? Kiểm tra là cái string của mình nó có được bắt đầu bằng cái chữ hello hay không chẳng hạn, đúng không? Thì dùng cái thằng start with.
đúng không? Nếu trả với chu đúng không thì đúng là cái thằng chu này bắt đầu bằng chữ hello đúng không? Đấy, còn nếu nó không phải đúng không thì nó trả phone. Đấy, thì cái hàm start with đúng không là kiểm tra cái string của mình có bắt đầu bằng cái ký tự nào đó hay không, là kiểm tra ký tự đầu tiên đúng không. String đấy tương tự đúng không, nếu anh em dùng cái thằng index up đúng không. Đấy, nếu nó trả về không tức là ký tự đầu tiên đúng không, trả về khác không là không phải ký tự đầu. Đấy rồi. Đấy thì cái kiểu kiểm tra ký tự đầu đúng không thì anh em có thể dùng thay thế bằng cái thằng index up cũng được. Được. Đúng không? Với index đúng không? Nếu nó trả về là không, tức là đó là cái ký tự đầu tiên trong string đúng không? Đúng không? Đấy, trả về không là đầu tiên đúng không? Còn các không là không phải. Vậy thôi đúng không? Đấy, thì cái thằng start with này có thể thay thế bằng cái thằng index, được chưa? Đúng không? Thì mình sẽ giảm bớt một số cái mình cần nhớ đi. Đúng không? Start with thì có thể thay thế bằng index nhá. Đúng không? Index gặp trả về không tức là start with đúng không, các không tức là không phải đúng không. Tiếp theo đúng không? Có start with thì sẽ có là end with đúng không, kiểm tra xem cái string này có kết thúc bằng ký tự này hay không. Để cho trả phone đúng không. Đấy. Chữ người này thì nó trả về true đó, thì cái này đúng không. Thì nếu anh em dùng cái thằng index là lát index thì nó sẽ hơi nặng vào một chút, thì mình cứ nhớ cho mình cái này nhá, end with này để dùng khi mình cần kiểm tra cái ký tự cuối trong một cái string, chưa trả về true false đúng không, nếu true là đúng nếu false là sai. Ký tự cuối cùng trong string. Chưa? Và nó cũng trả về true false. Hai đi một cặp đúng không? Thì thằng này có thể thay thế bằng cái thằng index đúng không? Đấy, còn thằng này thay thế bằng cái này là index thì nó phải kiểm cộng với cả cái độ dài của cái string cái phần tử ấy nữa. Thì nó hơi nằm ngoài đúng không? Thì anh em nhớ này cho nó dễ. Rồi. Tiếp theo đúng không? Thì mình sẽ có một số cái để chuyển đổi chữ chẳng hạn đúng không? Chữ đậm chữ hoa. Đấy, mình muốn viết tất cả cái trong này đúng không? Thành chữ đậm thì là to uppercase đúng không? Đấy, thì tất cả cái chữ cái trong string này. Sorry. Chữ này đúng không? Thành chữ hoa đúng không? Đấy. Được chưa? Giả sử không? Trong này đang có một số là chữ hoa chẳng hạn. Chữ hello hoa đúng không? Tôi là Thái chẳng hạn. Đấy, trong cái string này thì có chữ H và chữ T hoa đúng không? Đấy, thì bây giờ mình muốn viết tất cả các chữ này thành chữ thường thì là to lowercase, được chưa? Thì tất cả thành chữ thường đúng không? Đấy, H thường này đúng không? Và T thường, được chưa? Thì có thằng lowercase đúng không? Là thành viết chữ thường và uppercase là thành viết chữ hoa. Lower case là to uppercase. Vâng, viết chữ thường. Tất cả chữ thường. Vâng, thay tất cả chữ hoa. Đó, và ngoài ra nhé, trong này mình sẽ có một cái hàm lượng khá là hay để biến một cái string của anh em thành array. Được. Thì mình sẽ có đúng không, bởi chất mình có hàm join đúng không, hàm join là chuyển từ array về string đúng không. Đấy, thì có muốn tạo ra một cái array từ string thì làm thế nào, thì mình sẽ có đó là cái hàm và array chẳng hạn, có hàm split string nhá, chấm split, hàm split này đúng không, hàm split là nó sẽ
là phân tách cái string này ra thành các phân tử và cho trong array, đúng không? Và cái trong ngoặc này là cái điều kiện để anh em cắt cắt cái string này ra, được chưa? Giả sử đúng không, mình cắt cái string này ra theo dấu cách chẳng hạn, đúng không? Tức là chỗ nào có dấu cách thì mình sẽ cắt ra thành từng phân tử trong array. Đây này. Đúng không? Thì nó sẽ tạo cho mình cả array mới, đúng không? Chứa các cái chữ trong này, từng cái từ trong này, đúng không? Sẽ là các cái phần tử trong array. Được chưa? Còn nếu mà anh em cắt, đúng không? Split mà không có phần tử trong này, không có điều kiện gì, đúng không? Thì nó tách thành từng chữ cái một. Sorry, không cho phần tử, đúng không? Thì nó giữ nguyên này và cho sau đây, đúng không? Còn nếu cắt bằng điều kiện rỗng thì nó tách ra thành từng chữ cái một, từng ký tự một. Cái này. Được chưa? Không, số cách đúng không? Hello số cách, anh số cách đúng không? Em đấy. Split đúng không? Split là nó sẽ là phân tách string thành array theo điều kiện gì đó. Đúng không? Tách string đúng không? Đúng không? Thành các string nhỏ đúng không? String nhỏ đưa vào đây, đúng không? Đấy, cái thằng split đúng không, nó sẽ cắt phân tách cái string này ra của mình thành các cái string nhỏ hơn, đúng không? Và đưa vào trong ở đây. Đấy. Mình không cho điều kiện gì, đúng không? Thì nó sẽ là không tách và nó giữ nguyên, đúng không? Nhất thiết phải ở đây. Đấy, mình cho điều kiện là rỗng thì nó tách theo được cái rỗng, không? Cứ cho là có dấu rỗng thì nó sẽ là cắt ra, đúng không? Thành từng phần tử, từng ký tự, đúng không? Anh em mà tìm dấu phẩy chẳng hạn, mà tìm dấu phẩy nó sẽ là cắt theo dấu phẩy, đúng không? Hello anh em, đúng không? Một đoạn, hello mọi người, một đoạn, đúng không? Tôi là Thái, một đoạn, được chưa? Cách đúng không? Đấy, mình cắt theo dấu cách đúng không? Thì nó cắt từng từng từ cho mình. Đấy là mình có cái ngày tháng năm đúng không? 20 tháng 10, 10 đúng không? 2021 chẳng hạn. Đấy, cắt theo dấu chia đúng không? Thì nó cho mình đấy, ngày tháng, ngày riêng đúng không? Tháng riêng, năm riêng. Đấy rồi. Đó. Thì đây đúng không? Là cái hàm split đúng không? Để phân tách một cái string thành các string nhỏ hơn và đưa vào array mới. Rồi, thì những cái hàm là start with này, end with này, lowercase, uppercase, split này, anh em có vấn đề gì không nhỉ? Có chỗ nào khó hiểu không? Mọi người. Bạn Nam, Cảnh Đức, Quyết. Nhiều quá. Nhiều quá là sao nhỉ? Những cái thằng trên này anh em học rồi này. Buổi trước ở đây là có rồi mà. Được chưa? Phần trên này mình nhắc lại kiến thức cũ thôi, đúng không? Còn phần mới nó bắt từ đây này. Thì năm cái này anh Lộc Thành là thấy chỗ nào nó bị khó hiểu nhỉ? Bị quá tải nhỉ? Ok. Đấy thì anh em đấy nhá. Cái phần này đúng không? Phần này là em dùng chung giữa string và array này. Đấy, còn đây là những phần mới nhá. Rồi, thế thì anh em sẽ dành cho mình khoảng 5 phút đi, đúng không? Để demo qua cho mình những phần này nhá. 10 phút nhá, đúng không? Cho anh em 10 phút đi để demo trước cho quen. Rồi mình sẽ làm một số cái phần bài tập thực hành nhá. Đây. Thì anh em sẽ áp dụng cho mình những cái phần đã học nhá, đúng không? Áp dụng array method, string method các thứ. Đấy, sau này đấy, em dùng các cái phần string method là array method học nhá, đúng không? Đúng không? Chuyển đổi như cái bài tập lúc nãy, đúng không? Chuyển đổi cái kiểu thành này thành, đúng không? 20 đúng không? Đấy, trừ 10 đúng không? 0, 1. Đấy. Hai ý nhá, đúng không? Một ý này, một ý là chuyển cái string này đúng không thành string này, xong rồi method
Lại chuyển đổi stream đúng không? Về dạng này. Ý thứ hai đúng không? Là mình sẽ có một cái string như này. Xin chào mọi người. Mình là Thái chẳng hạn đúng không? Đấy, anh em đúng không? Là sẽ chuyển cho mình nhá, là tất cả chữ cái đầu tiên cái thoa này đúng không? Đấy. Tất cả chữ cái đầu tiên đúng không? Chữ hoa vâng, tức là sự, chữ xin với hoa chữ x đúng không, đấy thành một cái string như này xin đúng không, chào đấy hoa chữ cái đầu đúng không, chưa cái thằng uppercase đấy với hoa tất cả đúng không, thì bây giờ mình hoa chữ được cái đầu thôi đó, thì anh em nhé đúng không, áp dụng để làm cho mình hai ý này nhá, đấy, thử làm đi trong khoảng tầm 10 phút nhá. Rồi, áp dụng string method, array method, đấy, hoặc for cái thứ đúng không? Để làm ý này. Đấy, viết hoa cho cái đầu trong string. Đấy, hai cái ý này nhá, đúng không? Thì mình thấy là có một số bạn làm vừa rồi. Đấy, còn ai làm chưa được cái ý thứ hai đúng không? Ý số 1 là dễ này. Bài 2 đúng không? Bạn nào chưa làm được nhá, thì nó sẽ thành bài về nhà cho anh em. Được chưa? Lát nữa mình sẽ đăng lại trên Facebook để anh em bạn nào xem được sẽ về nhà làm nốt như này. Tiếp theo này, vâng, như quyết vừa nói thì mình sẽ có một hàm nữa là hàm reflex. Được chưa? Trong stream nó sẽ có một cái hàm là hàm reflex. Reflex để làm gì? Để thay thế đúng không? Bình thường anh em dùng cái cú pháp là string phần tử đúng không, để xem cái ký tự bên trong string đúng không. Đấy, thế bây giờ mình muốn thay thế một cái phần tử trong string thì làm thế nào đúng không? Đấy, nãy giờ mình mới chỉ là học về cách để truy vấn ở trong cái string ra thôi đúng không, biến đổi cái gọi là cắt nhỏ cái string thành các phần tử nhỏ và lưu trong bin mới đúng không. Thế còn bây giờ mình muốn sửa trực tiếp trong cái string gốc này. Đấy, thì nó sẽ làm như nào, thì nó sẽ có một cái hàm là replace. Đấy, thì và lưu string này lại bằng string 2 chấm replace. Giả sử nhá, mình muốn thay thế chữ xin đúng không, đấy thành chữ xin này chẳng hạn đúng không, lưu string chưa, thì thành replace đúng không, replace nó thay đổi, nó thay thế cái chữ xin trong này đúng không, thành chữ xin, xin hoa, hoặc là thay thế một ký tự đúng không, mình muốn thay thế cái chữ x này thành chữ x hoa chẳng hạn này. Được chưa? Đó, x thường thành x hoa đúng không, thì thằng replace đấy, replace đúng không, nó sẽ thay thế một cái ký tự bên trong string này bằng một cái phần một cái string khác, giả sử nhá đúng không, mình muốn thay thế cái thằng chữ xin này chẳng hạn bằng cái chữ là hello anh em đúng không, chữ này thay cái chữ xin đúng không bằng một câu đi, được chưa. Đấy. Xin chào anh em đúng không, phải được đúng không, thì nó thành như này đúng không, nó sẽ thay thế chữ xin này. Đấy. Nó sẽ thay thế cái xin đúng không, thay chữ xin này bằng một đoạn string là chào anh em dấu phẩy đúng không. Đấy, được chưa, thì nó thay thế cái chữ xin này bằng cái đoạn này cho đây đó, được chưa, tức là cái phần cái thằng thay thế đúng không? Và cái thằng được thay thế nó không nhất thiết là phải có độ dài bằng nhau, được chưa, mình thay thế nào cũng được nha. Đấy, replace đúng không, là thay thế. Giả sử này đúng không? Trong cái string này của mình có hai chữ xin chẳng hạn đúng không, xin chào anh em và xin chào mọi người chẳng hạn,
Đấy, cái string mình như này đi. Đúng không? String mình là chào anh em và chào mọi người này. Đấy. Giả sử đúng không? Mình muốn thay thế cái chữ chào này, đúng không? Bằng chữ hello chẳng hạn. Đúng không? Thì mình thay chữ chào đúng không? Bằng hello. Đấy, đến thay này đúng không? Thì nó thay cái thằng chào này thành hello đúng không? Thế còn thằng chào sau thì nó không thay đúng không? Tức là gì? Cái thằng replace này mình dùng thông thường đúng không? Thì nó sẽ là thay thế cái string đầu tiên tìm được đúng không? Replace được chưa? Thay thế trong string đúng không? Đấy, thay thế trong string. Đấy. Thì ở đây mình dùng này không thì nó chỉ thay thế được cái thằng đầu tiên thôi. Thế bây giờ muốn thay thế tất cả trong này đúng không? Cả chữ chào này thành chữ hello chẳng hạn. Đấy, thì mình sẽ làm như sau. Thì mình sẽ dùng cái gọi là cái relate đúng không? Thì cái này anh em sẽ tìm hiểu nhá. Biểu thức chính quy. Cái này nó hơi đau não một chút. Đấy, thì anh em không nhớ cũng được, cái này mình có thể lên mạng mình copy được không? Đấy, thì ông relate nó là những cái cú pháp để anh em duyệt các cái string. Được chưa? Đấy, trong này đúng không? Trong này nhá, nếu như anh em muốn thay thế toàn bộ ký tự trong string này, đúng không? Thay toàn bộ chữ chào trong string này thì em có thể học thuộc như sau. Đấy. Đấy, thì sẽ dùng như sau này. Comment đúng không? Dùng chữ comment nhá. Đấy. Rồi comment này. Em nhét cái chữ tìm trong này. Và thêm chữ g đúng không? G là gì? G là global đúng không? Global là tất cả ấy, đúng không? Mình mà có thêm cái thằng số g này thì nó sẽ là thay đổi tất cả những cái chữ chào trong chương này, chữ hello. Thì này nhá đúng không? Anh em muốn dùng hiểu kỹ hơn thì đọc trong này nhá. Đấy, thì thằng g là global mesh này, đúng không? Là tìm ở cái tìm trong phạm vi global. Đấy, đấy mình không có thằng g đúng không? Thì nó sẽ dừng lại thằng đầu tiên tìm được. Đấy. Để này đúng không? Thì nó thay thế tất cả chữ chào thành hello nhá. Thì thằng replace đúng không? Đấy, mình muốn thế toàn bộ vào thì sẽ là dùng cái cú pháp như này. Được chưa? Thì cái này thì anh em có thể là nhớ phần này nhá, đúng không? Muốn thay thế toàn bộ thì nhớ cú pháp này đúng không? Cú pháp là anh em dùng cái thằng kiểu comment đúng không, cho ký tự tìm kiếm vào à, số g. Đấy. Còn cái từ khóa cho phần này nó là biểu thức chính quy regex. Regex. Đấy, replace đúng không? Thay thế trong string. Đấy, và cái muốn thay thế toàn bộ đúng không? Đấy, thì anh em comment này đúng không? Đấy, cái string trong này. Và số g. Được chưa? Đây là thay thế toàn bộ nhé. Thế thì dấu này đúng không? Ok, thì anh em tìm chỗ này đi. Thì cái này mình cũng ít dùng, mình tập copy thôi. Có cái thằng thuộc này sao ấy. Đấy đúng không? Đây à. Đó. Đây đúng không? Đấy, thay thế cái dấu đấy đúng không? Thì em cho cái dấu sụp ngược vào, được chưa? Thì nó thay dấu sụp này thành hello đúng không? Đấy. Nha. Muốn lọc đúng không? Đấy lọc nhá, muốn thay thế dấu này nhá. Thì cho thêm cái thằng số ngược vào trước nó, được chưa? Để hiểu rằng cái thằng này không phải là cái đóng của cái này, được chưa? Đúng không? Thì nó hiểu rằng cái thằng này là một cái ký tự tìm kiếm chứ không phải là dấu đóng. Được chưa? Lọc nhá. Đấy, có dấu số ngược này.
Đấy, tạm thời đúng không? Anh em cứ nhớ cho mình cú pháp nhé. Đấy, muốn thay toàn bộ đúng không? Thì là dấu comment thấy đúng không? Nhét cái string tín hiệu trong bên trong và sugar. Đấy. Tạm thời cứ nhớ như vậy đúng không? Em muốn tìm hiểu kỹ hơn thì từ khóa là regex. Đấy. Còn với những bạn hỏi đúng không? Là muốn thay thế dấu chuộc thì là đúng không? Thêm cái sugar vào. Được chưa? Vâng, như cái bài hôm nay đúng không? Bài ngày tháng năm chẳng hạn. Đấy. Và date đúng không? 20 10 đúng không? 21. Đấy. Muốn sửa đúng không? Thì là date. Thay thế dấu này đúng không? Bằng cái dấu trừ chẳng hạn. Đấy. Đúng không? Thì mình sẽ có thằng replace nhá, đúng không? Replace mình mà không có cái thằng sugar đúng không? Thì nó thay thế một, đúng không? Tìm một và thế một đúng không? Còn nếu thêm cái thằng sugar vào thì nó sẽ là thế toàn bộ, được chưa? Đấy, cú pháp thế toàn bộ đây. Rồi, thì bây giờ nhá, anh em thử dành cho mình vài phút nhá, 5 phút đi để thử cho mình cái thằng replace này. Anh em có câu hỏi gì phần này không nhỉ? Thằng thay thế. Anh em. Anh người. À, Quyết, Lộc, Nam. Không đúng, đúng không? Được rồi. Thế thì demo cho mình nhá. Rồi. Đó, thì mình sẽ thêm một cái cuối cùng nhá. Thằng này cũng ấy thôi. Cuối cùng nhá. Đấy thì mình sẽ có một hàm nữa là hàm stream, đúng không? Hàm stream để làm gì? Giả sử nhá, mình có một cái string này đúng không? Mà nó bị kiểu một cách như này đúng không? Đấy, một cái stream mà có nhiều nhiều khoảng cách này. Đấy này thì nó ảnh hưởng đến cái việc anh em chạy for hay là chạy cái thứ đúng không? Xử lý nó bị những cái thằng không cần thiết này đúng không? Đấy thì hàm stream nhá, nó sẽ loại bỏ dấu cách thừa này. Được chưa? Đấy, trong stream nhá thì nó sẽ có hàm là hàm stream nhá. Đúng không? Đấy, console log date này chấm stream đúng không? Hàm stream nó sẽ loại bỏ những dấu cách thừa ở hai đầu của một cái stream đúng không? Để tránh như là anh em chạy for hay là bắt ký tự nó bị sai đúng không? Đấy, để này thì anh em mà bắt mình cứ nghĩ là 20 tháng 10 đúng không? Thì bắt cái 20 là cắt chuỗi từ hai tháng đầu chẳng hạn đúng không? Đấy, cái thằng slide của date chấm slide đúng không? Đấy, của hai ký đầu đúng không? Vậy thì nó ra hai dấu cách đúng không? Vậy thì nó ra hai dấu cách, được chưa? Đấy, thì bây giờ đúng không? Mình muốn loại bỏ dấu cách đi để cắt cho nó chuẩn hơn đúng không? Thì mình cho cái thằng date stream này vào, được chưa? New new string. Đúng không? Và date chấm stream. Đấy, và mình sẽ slide trong cái thằng string sau khi đã loại bỏ bằng cách thừa đúng không? Đấy. Được chưa, thì sẽ có được số 20 đúng không? Là hai cái đệ đầu. Đấy. Thì thằng stream đúng không? Thằng stream đơn giản nó sẽ là loại bỏ cái phần cách thừa. Đúng không? Nếu em mà lốc lốc thằng date nhá, đúng không? Mình lốc thằng date này. Đúng không? Lúc còn thì nó sẽ thấy bị như này đúng không? Do khoảng cách thừa. Đấy. Đúng không? Thì anh em cho thêm stream vào đúng không? Stream vào nó sẽ tạo ra một cái stream mới. Đã được loại bỏ phần dấu cách thừa. Đơn giản như vậy thôi. Nó tức là gì? Mỗi khi anh em muốn xử lý một cái stream đúng không? Thì cứ dùng cho mình stream trước nhé đúng không? Đấy, cứ stream trước rồi làm gì thì làm. Để nhớ có bị thừa đúng không? Thì cắt đi. Đó. Đó. Làm stream đúng không? Loại bỏ cái thừa. Loại bỏ cái khoảng cách thừa đúng không? Khoảng trống. Đó. Hai đầu của string. Đấy, thì đây là những cái thằng method thông dụng dùng cho string đúng không? Thì nó sẽ là những cái method để anh em tìm kiếm trong string đúng không? Tìm kiếm trong string này. Đấy, hay là method để anh em
kiểm tra một cái truy đúng không? Đấy, hay là vết chữ hoa vết thường này thay thế đúng không? Đấy, và chuyển string thành array. Đấy, thì cái thằng chuyển string ở đây là sẽ dùng nhiều đúng không? Tại vì mình xử lý với array nó sẽ dễ hơn là xử lý string đúng không? Rồi, thì đây là cái nội dung bài hôm nay. Thì anh em có vấn đề gì không nhỉ? Về những cái hàm hôm nay mình thực hành qua về string. Hoàng Lộc, Ý và Nam. Anh em. Ok, rồi anh em không có vấn đề gì đúng không? Rồi, thì mình sẽ ấy về về nhà nhá. Nội dung về nhà này. Nội dung bài về nhà nhá. Là anh em đúng không? Sẽ làm cho mình các cái bài tập về string method ở trong này đúng không? Đấy, về string method trong này được chưa? Đấy đúng không? Và bạn nào mà chưa làm được cái phần bài lúc nãy đúng không? Thì suy nghĩ nhá đúng không? Làm ý này được chưa? Đấy. Biến đổi string thành viết hoa. Chơi đầu. Ok, thì đây là nội dung bài hôm nay nhá. Thì anh em về nhà đúng không? Cuối tuần anh em có thể luyện tập lại đúng không? Một số bạn mà có điểm thấp ấy đúng không, điểm 5, 6 ấy, thì anh em sẽ ôn tập lại cho mình về cái thằng gọi là for ấy, đúng không, và cách viết function được chưa. Đấy, thử lên mạng đúng không, lên mạng anh em tìm những cái đấy, lên mạng này tìm cái phần function exercise chẳng hạn, được chưa. Đấy, lên mạng tìm những bài tập này đúng không, để mình làm thử đúng không, làm quen là được, được chưa. Đấy, bạn nào mà chưa không biết đi đúng không thì mình gửi link này nhá. Đấy, anh em nào mà đang còn yếu đúng không, làm bài kiểm tra mà lúc ấy mình bảo là 5 điểm, 5 điểm 6 ấy, điểm 7 ấy. Đấy thì anh em vào cho mình nhá đúng không, luyện tập những bài tập về function đúng không, để nghĩ các cách nó viết đi, để cho luyện tư duy logic nhá. Đấy, còn bài về nhà thì nằm trong phần này về string này đúng không, và cái bài này nó anh chưa làm được. Rồi thì đây là nội dung về nhà nhá, anh em có câu hỏi gì không nhờ, có vấn đề gì không, có vấn đề gì cần hỏi không. Ok, thì nếu không có câu hỏi gì thì mình sẽ kết thúc buổi hôm nay đây nhá. Video thì mình sẽ đăng lên trên Facebook để anh em xem lại nếu mà chưa có bài học vẫn còn vấn đề gì đấy. Chào anh em vào tối thứ ba tuần sau nhé. Chào mọi người. Ok, em gửi đi chú nhé. Chào anh em nhé.